Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 100 tinh hai. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Cùng lúc đó, hai người Lý Linh Tâm cùng Kiều Thăng Nam đều hét đi. Nói thật là vừa rồi, hai thương nữ còn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra chỉ cảm thấy eo như thắt lại rồi bay lên trời. Lữ linh tầm biến sắc khẽ hét một tiếng, a, à, màu buông ta ra, cái tiền háo sắc này. Liễu thăng nam lập tức tức giận mắng. Kết quả trong miệng, từ từ tràn ngập gió, khoang ngực tràn ngập không khí, hai đỉnh đuối trước ngực cũng nhô lên thật cao. Đừng làm ồn. Lâm Bắc Thần nói, xảy ra chuyện rồi, ta nóng lòng muốn cứu các ngươi, nên đã để xe ngựa cùng thị nữ ở ven đường, Hiện tại bọn họ hình như gặp nạn rồi Phải nhanh chóng tới đó thôi Tiểu đồ đi Lữ Thăng Nam Tình hãi hôn một tiếng Liệu Thăng Nam cũng không dám vùng vẫy nữa Hóa ra là như thế này Xuyệt nữa đã hiểu lầm rồi Nhưng mà cảm giác bị đại ca ca ôm eo Có chút ngượng. Hai người nhìn nhau Cả hai đều thấy rõ trong mắt đối phương sự ngượng ngùng Vì thế vội vàng quay đầu đi Lớn như vậy Đây là lần đầu tiên bị người khác phái giữ trong tư thế này gần như có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm nhàn nhạt, truyền ra từ cơ thể ca ca người con áp sát vào ngực ca ca nụ hoa cũng bị chèn ép cái tư thế này gần như là da thịt mà sát với nhỏ thậm chí cờ bắp cuồn cuộn của ca ca cũng có thể cảm nhận được thật đã mắc cỡ quá cả hai quay đầu nhìn sang một bên phần tán lực chú ý chỉ cảm thấy bên tai có tiếng gió thổi âm âm cảnh vật trong tầm mắt đều lui về phía sau cả người như đang bay bổng trên bầu trời. Lâm mắc Thần không chú ý đến những vấn đề này, hắn toàn lực vận chuyển huyền khí, thi triển thần pháp, ôm hai thiếu nữ vội vàng chạy về phía xe ngựa. Trong nháy mắt, đường phố trong tầm mắt, tinh thần được phóng ra, dường như có thể cảm nhận được phía trước đúng là đã xảy ra một trận chiến quy mô không nhỏ. Đừng đánh nữa, đánh chết người rồi, mau dừng tay. Cách đó hàng trăm mét, đang nghe thấy được tiếng hét hoảng sợ của thiên thiên trong lòng lâm bắc thần nhất thời trầm xuống hỏng rồi gặp nguy hiểm rồi có thể khiến thiên thiên hoảng sợ đến mức này nhất định là có đại cao thủ thật sự đang đối phó bọn họ ai dám động vào nữ nhân của ta ta diệt cả nhà hắn đôi mắt của lâm bắc thần lúc này đỏ hoe một luồng sát khí tràn ngập khắp cơ thể nếu thiên thiên và thiên thiến bị một chút xíu tổn thương nào thì ta phải cho tất cả những người liên quan chôn theo. Luồng sát khí này cũng lấy đến nữ đỉnh tâm cùng Liễu Thăng Nam. Hai thiếu nữ giống như là những con thỏ sợ hãi, run rẩy trong vòng tay của đâm Bắc Thần. Nhưng họ cũng mơ hồ nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của các thiếu nữ ở đằng xa. đoán được chuyện gì đang xảy ra, vì thế trong lòng cũng không khỏi căng thẳng. Trước đây khi đâm Bắc Thần bị họ chặn lại trên phố và xin tiền quyên góp, thì cũng nhìn thấy được hai tiểu tỷ tỷ giống được tiền tử ngồi trên xe ngựa. Đó thực sự là hai mỹ nhân xinh đẹp, dịu dàng và trong sáng. Nếu thật sự đã vì đâm bắc thần đến cứu bọn họ, mà để hai tiểu tỷ tỷ kia gặp chuyện gì đó không may, thì cả đời này các nàng cũng không tha thứ cho chính mình. Dừng tay, mau trợ thủ đi. À, chết người rồi, đừng đánh nữa. Có ai đây không giúp với? những tiếng thét hoảng sợ của thiên thiên từ trong gió truyền tới liên tục trong lòng lâm bắc thần như bị tào cắt một đôi cánh sau lưng hắn trực tiếp mở ra tốc độ lại tăng lên điên cuồng bay đi cuối cùng cũng đến gần quan nhân nhìn thấy một đội quân ít nhất từ sáu đến bảy trăm người bao quanh xe ngựa bụi đất bay tứ tung một trận chiến khốc liệt đang diễn ra lâm bắc thần ôm hai thiếu nữ đáp xuống đất giống như thiên thạch âm một tiếng hai mắt hắn đỏ ngầu giận dữ thét lên ta muốn mạng chứ các người còn chưa nói xong tiếng thét đột nhiên dừng lại hai mắt bởi vì tức giận mà đỏ ngầu của lâm bắc thần lúc này cũng đột nhiên ngưng đọng tình hình có vẻ khác với những gì hắn tưởng tượng biểu cảm lo lắng và căng thẳng trên khuôn mặt của hai thiếu nữ lữ linh tâm và Liễu tăng nam ở bên cạnh cũng ngưng động. tại tại sao lại như thế này các nàng còn nghĩ rằng sẽ chứng kiến là một thảm kịch hai tiểu tỷ tỷ bị đám nằm nhấn cạn mã bắt nạt và đánh đập cảnh tượng sẽ rất bi thảm nhưng mà những gì thật sự đập vào mắt họ lại hoàn toàn khác khoe miệng của lâm bắc thần giật giật hắn đang thấy cái gì thế này thiên thiên giống như một con chó hoàng đang phấn khích đuổi theo đánh hai vị tướng mặc áo giáp màu đen năm đấm nhỏ hồng hào như cái búa sắt đập cho hai vị tướng quân trung niên tù vì cảnh giới nửa bước võ đạo tông sư mặt mũi bầm dập chạy trối chết nhưng trốn không được không ngừng kêu na oai oái bên cạnh con còn con nằm sáu tên đã xui bọt mép nằm lăn quay ra đất tay chân co quắp sống dở chết dở xem ra đều bị Thiên Thiên đánh trong một trận đừng đánh nữa muốn giết người à Thiên Thiên ở bên cạnh hét lịch, tuyệt vọng chặn Thiên Thiên lại còn Vương Trung và cùng cồng cũng cạn đời đứng bên xe ngựa tay chân có vẻ luống cuống công tử thiền thiền thấy lâm bắc thần vui mừng khôn xiết nói mở tôi ngàn thiên thiến lại đi nàng giết người đến điên rồi trong đầu lâm bắc thần là một dấu chấm hỏi to tướng thật là lo lắng vô ích rồi ta còn tưởng nhưng mà không sao chỉ cần hai tiểu thị nữ không xảy ra chuyện gì là được được rồi thiên thiến lâm bắc thần đơn tiếng nói đánh mạnh hơn nữa Đánh cho hai người này đo ván đi Chúng ta còn có việc phải làm nữa Nhanh nhanh lên một chút Thiên thiên thì nghĩ Công tử ta nói người ngăn thiên thiên lại Chứ không phải là có ý này Bình bốp Hai tên nửa bước võ đạo tổng sử Mặt mày xương vêu Bị tiểu thị nữ hùng bạo đập thẳng xuống đất Hê hê, hê. Công tử ngay về rồi à Thiên thiên sắn tay áo lên Le lưỡi có chút ngượng cùng giải thích Ngày vừa mới đi những người này liền chạy tới nói ngài phạm tội lớn không nói gì thêm liền bắt bọn ta còn có một tên mặt thầm đen tay máy tay chân trêu đùa tiền thiên tỷ và ta ta không thể làm gì khác hơn là yêu cầu bọn họ nằm xuống và hai tay ôm đầu rồi bình tĩnh một chút mấy tên quan viên nằm trên mặt đất rồi bọt mép co giật cảm giác đau buốt từ chỗ xương gãy truyền đến khóc không ra nước mắt đây chính là thứ bình tĩnh mà thiếu nữ bạo lực như người nói sao? Ừm uhm, không tệ. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu nói, rất giống phong thái của bổn thiếu gia, ta rất hài lòng. Tiên tiến ban đầu còn thấp thỏm trong lòng, nghe xong lập tức mừng rỡ, thậm chí trên mặt còn lộ ra chút thẹn thùng. Thiếu gia còn khen ta đấy. Hai thiếu nữ Liễu Linh Tâm cùng Liễu Tăng Nam đứng bên cạnh ngẩn ra. Hai người chỉ cảm thấy như thể thế giới được mở ra theo một cách hoàn toàn khác và ngày càng trở nên kỳ lạ hơn. Có hơi trễ rồi. Đâm bác thân nhảy lên xe ngựa, mở buồng xe ra nói. Không còn thời gian nữa, mau lên xe thôi. Thiên thiến cùng thiên thiên lên xe. Vương Trung cùng cung công cũng ngồi vào vị trí trước đầu xe. Mấy người đồng thời nhìn về phía tiểu linh tâm cùng liệu tháng nam. Hai thiếu nữ do dưỡng một hồi, nhìn thấy xung quanh bình lính tầng tầng lớp lớp, quỷ thần xui khiến cũng đi vào buồng xe chạy Cùng công vung roi ra xe ngựa nghênh ngang rời đi các người không thể <laughs> một tên quân sĩ trưởng trẻ tuổi muốn ngăn lại nhưng miệng hắn lập tức bị sáu bảy bàn tay hùng hằng bịt kín người muốn chết à một đạo trung sĩ trưởng chỉ vào cái hố trên mặt đất nói nhìn thấy không mới vừa rồi cái tên mặt dầm ô ôm hai thiếu nữ đến đây đã để lại đấy một cái hố lớn như vậy Người cảm thấy một võ đạo tông sư bình thường Có thể đập ra một cái lỗ lớn như vậy Trên nền đất cứng như đá không Tên quân sĩ trẻ tuổi Nghĩ cẩn thận Giang mặt lập tức thay đổi Trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ Người trẻ thật quá non nớt Lão quân sĩ trưởng vỗ vỗ vài hắn nói Sau này vận động trí óc nhiều hơn một chút Đứng bốc đồng Chuyện hôm nay lớn chuyện rồi Chỉ có bên trên mới giải quyết được thôi Ông ta giơ ngón tay chỉ lên trời Nói tiếp Chúng ta chỉ cần lướt qua là được rồi Không cần quá nghiêm túc Đều là bọn công tử bột không có chuyện gì làm Đi gây chuyện Ông ta nước nhìn đám người tiền tam tỉnh Vẫn còn đang nằm giữa đường Rui bọt mép và cỏ quắp Tình hình của Triều Huy Thành đã thế này rồi Mà đám quý tộc công tử bột Cả ngày chỉ biết gây chuyện Lão tử làm lính Là để bảo vệ quốc gia Bây giờ thì hay rồi suốt ngày chạy theo chùi mông cho đám công tử bột chết tiệt này thật sự là không cam tâm mà xe ngựa lao nhanh trên đường xung quanh có rất nhiều người đi lại nhưng kỹ năng điều khiển của cung công rất tốt thằng đường mà đi tốc độ không giảm cũng không gây thương tích cho người đi đường nhà của các ngươi ở đâu lâm bắc thần nhìn hai thiếu nữ mà nói nếu như tiện đường ta sẽ đưa các người về Liệu Thăng Nam cảnh giác nhìn hắn. Liễu Linh Tâm lại cười một tiếng, nói ra địa chỉ. Thiếu già, ngừng đừng với chỗ chúng ta đi đấy. Âm thanh của cung công từ bên ngoài truyền vào. Các ngươi phải đi đâu? Liễu Linh Tâm to mò hỏi. Nàng bây giờ không hề muốn rời đi. Không biết tại sao, nhưng lại muốn theo đại ca ca anh Tuấn này. Muốn xem xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, cực kỳ to mò. Tiểu tâm tâm, Liệu Thăng Nam không ngừng nháy mắt. Lữ linh Tâm đưa ra một ánh mắt yên tâm. Lâm Bắc Thần tháo kính râm ra, không quan tâm đến hình tượng của mình, đi thẳng vào chăn trong buồng xe ngựa, tận hưởng việc Thiên Thiên cùng Thiên Thiên bóp vai cho, lại nói: "Đi Triều Huy thần điện." "Đi thần điện làm gì?" Lữ Linh Tâm tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần cũng không giấu giếm nói: "Hiện tại thì khó nói, xem tình hình đã chủ yếu là đi thăm một vị trưởng bối. Đương nhiên cũng có thể thuận tay giết chết thần điện trưởng giáo. Biểu cảm tò mò trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Lữ Linh Tâm lập tức cứng đơ. <laughs> người chỉ giỏi khoác lác. Liệu thăng nào biểu mồi nói? Tại sao người không nói là người muốn đi làm thịt tình chủ tại nhân luôn đi? Lâm bác thần đốt một điếu phủ dung phương, phun một làn khói vào khuôn mặt xinh đẹp của liệu thăng nam, nàng ho sặc sụa hắn cười to mà nói cũng không nhất định nếu như tỉnh chủ đại nhân muốn bảo vệ đứa con cặn bã không ra gì của ông ta vậy thì ta cũng không ngại mà làm thịt luôn cả tỉnh chủ đại nhân khi nói ra những lời này lâm bắc thần vô cùng bình tĩnh chắc chắn không phải giả vờ nhưng sau khi nói xong hắn lại hơi sững sờ đợi đã tâm lý của ta hình như đã có sự biến hóa vô hình nào đó ta chỉ không muốn làm một tên lười nhát mà thôi. Tại sao bây giờ lại coi những chuyện như giết thần điện trưởng giáo, làm thịt một tỉnh chủ đứng đầu là chuyện đương nhiên chứ? À, ta bành trướng rồi. Trong tiểu huy thành có tổng cộng mấy trăm thần điện lớn nhỏ, nhưng chỉ có duy nhất một tòa được gọi là triều huy thần điện. Nằm ở vị trí trung tâm của khu thành thứ tư, được xây dựng trên sườn đồi, mệnh danh là đệ nhất thần điện phòng cự gần đạt đến thần điện cấp trung ương. Cứ 10 ngày thì dân thường ở bên ngoài Triều Huy Thành lại đến thần điện một lần. Lúc đó dân khu thứ ba tiến vào thành khu thứ tư, chỉ cần trình thẻ đăng ký tiến đồ là được, không bị thu bất kỳ phí được nào. Trận đồng các tiết đầu lựa chọn các bước mười bước quy một lần, ngay giữa trần núi, leo lên đỉnh núi đến giới tượng kiếm chỉ chủ quân ở trung tâm quảng trường quỳ lại hành lễ cầu bình an đồng thời tham gia nghi thức tế bái do trưởng giáo của triều huy thần điện đích thân chủ trì rửa tội bằng nước thánh trị bệnh màn phước lành hôm nay tình cờ là ngày mở cửa thần điện ngay cả khi trời đã xế chiều vẫn có vô số tín đồ quỳ lại ở trên núi ở trung tâm quảng trường của thần điện có rất đông người đều đang quỳ dưới chân tượng thần ngoài việc tham gia các nghỉ lễ cúng bái thường dân được phép tham gia xung quanh thần điện, trừ một số khu vực chính không được phép vào khi chưa được phép. Hầu hết các khu vực đều có thể tự do tham quan, cấm đánh nhau, hơn nữa còn được cung cấp bữa ăn đơn giản miễn phí. Khu vực bên phải của thần điện tương đối dốc, những tảng đá kỳ lạ cổ kề và cao ngất ngưởng. Đã vào đông, nhưng cây tùng cây bách vẫn xanh tốt. Cảnh đẹp nhất của triều huy thần điện cũng là chỗ này vì thế có rất nhiều du khách ra vào những bậc đá uốn lượn, con lan can giống như những con rồng ngọc đang trườn trên núi điểm xuyên những tán cây xanh biếc kết cả ngọn núi như tràn đầy linh khí cùng vận luật dưới ánh nắng buổi chiều một bà não mặc áo choàng đen đại diện cho thần chức chịu phạt mang theo hai cái thùng gỗ còn to hơn người của bà từng chút từng chút leo lên các bậc đá thùng gỗ đang đậy nắp không biết có gì trong đó nhưng từng đợt hồi thối thoang thoảng thoát ra từ thùng gỗ khiến cho những du khách đi ngang qua người bà lão phải bịt mũi che miệng trong mắt hiện ra vẻ chán ghét ấy già thật là thúi phần thúi quá cút xa một chút đi lão ra không có mắt à có người tính tình nóng này không nhịn được chửi bới bà lão bà lão lội ra vẻ hối lỗi thân sắc ôn hòa hơi lui về phía sau vách đá không còn chỗ lùi nữa Mấy người người sang một bên tóc của bà lão bạc trắng những nếp nhăn trên khuôn mặt như ghi lại những thăng trầm của năm tháng những giọt mồ hôi nhỏ xuất hiện trên trán trên vai cũng có một mạng mồ hôi vòng cấm thần thứ mà chỉ những nhân viên thần chức mắc phải tội lớn mới đeo ở trên cổ chân và cổ tay của bà lão có vết máu mơ hồ bà lão đáng đời ngay ngay rửa nhà câu đổ phân cùng nước tiểu. Tuổi đã cao như vậy, con từng là đại giáo chủ, thế mà lại xúc phạm thần linh, sao không đi chết sớm đi? Nam Đông đi qua chửi bới, hành học khi nhìn thấy lão già này. Nhiều tín đồ trung thành đều đã nhận ra lão già này, chính là phòng quyệt đại giáo chủ từng rất được kính trọng. Nhưng đó là đã từng thôi. Bây giờ bà ta là tội nhân của thần điện, là tội nhân mà đích thần kiếm chi chủ quân miệng hạ răn dạy trên mặt của bà lão vẫn mang một vẻ bình thản, không có một chút tức giận hay xấu hổ nào. Đôi mắt dường như đã nhìn thấu thế sự phản tình. Tuần chứng như vận đục, nhưng mơ hồ lại có tường đường thanh tịnh hiện lên. Mà nhìn những người đi tới đi lui, đang nguyền rủa chùi mắng. Những khuôn mặt hiện ra vẻ kinh tởm không chút nào che giấu. Như thể nhìn một đàn cừu non lạc đường tràn đầy thương cảm. Triều huy thần điện xưa này luôn có truyền thống như vậy. Nhưng nhân viên thần chức phạm phải sai lầm sẽ cho hoạt động thể chất nặng nhọc, trên dỗ cơ thể, đồng thời phải chấp nhận những lời mắng nhiếc của các tín đồ trong thần điện. Điều này giúp họ rèn luyện tinh thần, như vậy mới có thể chuộc được tội. Bà lão nghỉ chân một lát, lại định sách thủng phần leo lên. Đúng lúc này, một chuyện kinh ngạc khiến mọi người ngạc nhiên đã xảy ra. Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Ta nói tại sao nửa ngày vẫn không tìm được lão già ngươi, hoặc trả là, là trốn ở chỗ này lười biếng. Một giọng nói thè thé vang lên, một trong người chậm rãi bước xuống bậc thềm phía bên trên. Cầm đầu là một nữ tế từ trẻ mặc thần bào, khuôn mặt như hoa đào, làn da rất trắng, có một nốt ruồi ở quái miệng bên phải. Giữa mì mắt có nét quyến rũ khó cưỡng, nhưng cùng hòa với bộ thần bào tình khiết thánh thiện kia lại không tưởng xứng chút nào. Sau lưng được tế từ còn con nằm sáu tên thanh niên mặc quần áo sang trọng, nhìn là biết người giàu có rồi. Nam tử đi đầu 25, 26 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mặc áo trắng, eo thắt đai ngọc, chân đi giày vân, mặt mũi khôi ngô, mũi ửng cao phút, đôi mắt thon dài. Khi hơi nhau lại, mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi Ẩn chứa ngàn vạn âm mưu thâm độc không phải đối tượng dễ sống chung nhìn thấy nữ tế từ cùng nam tử trong mắt vọng huyệt đại giáo chủ thoáng qua một tia sáng bà khẽ cau mày không mở miệng nâng thùng phần lên chuẩn bị đi đợi đã trên mặt của nữ tế từ hiện lên nụ cười nhạt búng ngón tay ra một luồng thần lực nhàn nhạt xông ra vòng cấm thần trên cổ tay và mặt cá chân của vọng huyệt đại giáo chủ bị thúc dục thắt lại Màu tươi đỏ thẫm chảy ra từ vết thương Một chút đau đớn thoáng qua Trong mắt vọng nguyệt đại giáo chủ Thân hình lào đảo Ba đanh phải đặt thủng phần xuống Những giọt mồ hôi đấm tấm trên trán Nữ tây tư cười lạnh nói Mùi vị của vòng cấm thần như thế nào? Vọng nguyệt đại giáo chủ không nói gì Nữ tây tư lại nói Ta được trường giáo điện hạ bổ nhiệm Phụ trách tội nhân ở sau núi Vọng Nguyệt, người lười biếng còn mang lòng oán hận với kiếm chỉ chủ quân miệng hạ sao? Chưa từng. Vọng Nguyệt đại giáo chủ nói, chỉ là ngày đó nhất thời mềm lòng, không thể diệt trừ tên dâm loạn, hòa tự liền người. Nghiệt trướng thần điện thật sự hối hận. Nữ tây từ hòa tự liền biến sắc, chợt lại diễu cợt nói, thật sao? Thật tiếc là người không có cơ hội. Bây giờ nơi thần điện người đã mất đi quyền phát biểu rồi. Ha <laughs> người nhìn đi, Trần Công Tử lại xuất hiện bên cạnh ta rồi. Mà ngươi có thể làm gì chứ? Nam tưởng mũi chim ưng đứng bên cạnh nghe vậy, cười một tiếng. Đặt tay lên mông của nữ tế từ hoa tự liên, nặng nề, vỗ bẹt một cái, khiêu khích, nhìn về phía vọng nguyệt. Không ngờ đúng không lão cậu, ngày đó người ngăn cản ta cùng tự liên yêu nhau, tự đoạt từ cách tiến độ của ta, Hai ta bị gia tộc đuổi đi Bị sư môn gạch tên Gần như khiến ta không thể trở mình Nhưng hôm nay trưởng giáo đại nhân Đã ẩn giá cho tất cả những chuyện này Bây giờ tất cả mọi người đều biết Lão chó nhà ngươi đã hãm hại ta <laughs> Lão già kia Lúc trước đuổi ta đi Bây giờ đang đau khổ cầu xin cho ta vào trần gia Cái tên phủ vân kiếm trước kia gạch tên ta Bây giờ cả nhà đã chết Hắn thì bị cắt đầu lưỡi Đầm điếc lỗ tai cãi cả tứ chi Bà già Người có nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay không Vòng người đại giáo chủ Thở dài một tiếng Nghiệt chướng Trong mắt của bà hiện lên một tia vi thường nói Làm chuyện sai trái không biết hối hận Trở thành đông lõa không biết quay đầu Đáng thương đáng thương <laughs> Nghiệt chướng à đông lõa đáng thương sao Trước hết trả lại cho người chút đời Năm tử trẻ tuổi cười nhạt Nâng roi trong tay đinh Bang 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 ba rồi quất vào mặt bà lão hiện ra ba vệt máu nam tử kia giọng mỉa mai nói đeo vòng cấm thần ngươi không thể thi triển một chút thần lực nào <laughs> ta có đánh chết ngươi ở đây thì cũng không ai can thiệp cũng chẳng ai hỏi han gì người có tin không phong huyền đại giáo chủ lắc đầu kiên định nói thiện ác cuối cùng cũng có báo thôi không đâu nữ tây tử hòa tử liền lắc đầu sẽ chẳng có loại chuyện được cười như ác giả ác báo đâu. Bà dường như nghĩ tới cái gì đó trên mặt thất thần. Lập tức trở nên ảm đạm cười nhạt. Trên đời này thiện ác không còn quan trọng nữa. Ta biết, ngươi còn muốn đệ tử của ngươi báo thù cho ngươi. <laughs> Tần liên thần vốn là tội nhân tội ác tài trời của thần điện. Nàng ta hiện tại trốn không thoát độc, cũng không dám lộ diện. Còn về phần giả vị ương, Đừng nói đến việc nàng có thể thoát ra khỏi thần lực tập trung của thần điện hay không. Còn như là thoát ra được thì cũng không sống được bao lâu nữa. Phong Nguyệt, phe lực lượng của ngươi sẽ sớm bị nhổ tận gốc, tan thành mây khói và không còn tồn tại. Ngươi hãy dẹp cái suy nghĩ này đi. Nữ tê tử kia cười lạnh nói. Từng dòng máu tươi từ trên trán của Phong Nguyệt đại giáo chủ chảy xuống. Nhưng tê tử hòa tự nhiên cũng không mang đến sự tức giận cho lão nhân Nhưng người trước mong đợi vì trường lão đã trải qua cuộc đời đầy thăng trầm này thần thái bình tĩnh và hạ ung dung khiến cho đội oán hận trong lòng của nam tử trẻ tuổi bụi ưng trần cẩn bùng phát giống nhìn núi lửa khó mà kiềm chế được lúc đầu hắn với hoa tử thiên yêu nhau nhất thời khó khống chế được bản thân phía sau tượng của nữ thần của thần điện triều huy làm chuyện mây mưa thường niềm vui của nam nữ nhưng không cẩn thận lại bị bắt tại trận, dẫn đến chấn động thần điện. Mấy đại nhà môn chấn động, tin đồn lan truyền khắp cả triều huy thành. Hắn cầu sở cầu xin phòng quyệt đại giáo chủ tha thứ cho một lần, thanh toán cho hắn vào hòa tự liệt. Kết quả là vẫn bị trừng phạt thật nặng. Hắn thì bị trục xuất khỏi gia tộc và sư môn, trở thành một con chó hoang vô gia cư, trở thành một con chuột qua đường, người người hồ đánh hồ giết. Thiên hạ gần như không có chỗ cho hắn dùng thần. Lúc đầu hắn đã thể rằng Một ngày nào đó hắn sẽ ngóc đầu trở lại nhất định phải khiến cho tất cả Những người đã chửi bới mình Dẫu đổ bìm neo Lúc đó đều phải trả một cái giá cả Cả đời có quyền Bây giờ thì đã như ý nguyện rồi Gia chủ họ trần gia Đã quỷ dưới trần hắn Sư môn bị hủy diệt Người nhà của sư phụ phủ vân kiếm Bị lăng nhục đến chết Còn bản thân ông ta cũng trở thành người lợn Muốn chết không được ngày ngày chịu đủ dày vò về thể xác lẫn tinh thần. Những người đã từng từ chối giúp đỡ và mang chửi hắn cũng đã phải trả giá. Còn bây giờ, chỉ cần hắn muốn, bất cứ khi nào cũng có thể kéo hòa từ tiền xuống, ta hô mà vui vẻ dưới thần tượng của thần điện triều huy. Ai dám quản đến hắn chứ? Trần Cần Hắn là đại đệ tử của đương kim trưởng giáo, một thần khuyến giả quyền cao chức trọng. <laughs> Phong quyền đại giáo chủ ư, hắn cúi đầu nhìn biểu hiện ngang ngược và thở ơ của bà lão trong lòng càng tức giận hơn lão lợn chó ta biết người đã tu luyện thần thuật nhiều năm tâm cảnh cường đại được mệnh danh là tiếng cổ không một gợn sóng trần cần cười lạnh nói nhưng hôm nay ta đến đây chính là muốn đánh vỡ cái gọi là thần huyền chi tâm của người khiến cho người vĩnh thế trầm luân <laughs> tin ta đi cái gọi là cường đại của người chẳng qua chỉ là chưa từng thấy sự tan ác thực sự của thế giới này. Khi người tận mắt nhìn thấy, những người mà ngươi muốn bảo vệ bị hành hạ, bị lăng nhục, bị chặt chém từng chút một, băm thành tương thịt trước mặt ngươi. Sau đó cho vào trong miệng ngươi cho người ăn. <laughs> Ngay cả một tảng đá cũng sẽ sụp đổ thôi. Vinh quang của miệng hạ vĩnh viễn không phai mở. Phong huyền đại giáo chủ thợ ơ nói. Một người đến trần thế đều có con đường riêng của mình Nhưng trái tim của người đã bị tà ma chiếm giữ Linh hồn của các người đã bị ác niệm vấy bẩn Người sắp không có đường quay về nữa rồi Đường quay về sao? Trần Cẩn kết ngẩng mặt lên trời cười lớn Ta không cần đường quay về Đường ở ngay dưới trần ta Nói xong để vẫy tay Bang, bang Trên người của phòng huyệt trại giáo chủ Lại có thêm hai vết máu Màu tử thấm qua áo choàng đen ô a tràn ra Xe ngựa chạy trên đường núi Lâm Bắc Thần nhìn các tiến đồ cúi đầu rạp xuống đất Quỳ mọp lên núi Không khỏi tràn đầy ngưỡng mộ Khi nào thì rau hẹ của ta À quên Các tiến đồ của ta có thể thành kính như vậy Thì tu vi thần lực của ta Có thể trực tiếp mở ra đôi cánh kiếm thứ hai Đúng chứ Lập tài xế cùng công điều khiển xe ngựa một đường tiến lên trong mắt của một số tiến độ, lộ ra vẻ tức giận, quý tộc từ đâu mà đến để dám phóng xe lên dốc một cách ngông cuồng như vậy. Chúng ta làm như vậy không hay cho lắm đâu. Trong khoang xe ngựa, tiểu lưu đi lưỡng linh tâm với hai chùm tóc đôi ngựa có chút lò đắng nhắc nhở nói. Trên con đường của thần điện, đánh xe ngựa phi nhanh chính là đại, đại bất kính với kim trì chủ quân miệng hạ. Không sao. Lâm Bắc Thần nằm trên cái thảm dày mềm mại lật xem điện thoại, lời ngạc nói. Đại ca ta là nhân viên thần chức, còn là chủ tế của thần điện. Lách xe lên núi là việc được điều đệ và điều luật của thần đạo cho phép. Lúc đầu, ở Vân Mộng Thần Điện, một trong thần đạo điển tịch dày cô kia không phải là đọc xuống đâu. Những cái gọi là quy tắc và chế độ này, trong lòng Lâm vắc Thần vẫn biết suy xét. Nhưng mà... Thiếu nữ có thần hình nóng bỏng, liễu thắng nam, không nhìn được nói sắc ca ca thân là nhân viên thần chức không phải càng nên tôn trọng kiếm trì chủ quân miền hạ hơn sao không sao lâm bắc thần mỉm cười đi ẩn nói người yên tâm không ai hiểu kiếm trì chủ quân miền hạ hơn ta đâu <laughs> mọi chuyện trần tờ kẹ tóc của kiếm chi chủ quân miền hạ ta đều biết phàm gian này còn ai dám nói rằng mình hiểu rõ ràng hơn ta chứ liệu thắng nam không nói nữa cảm quan của nàng về lâm bắc thần rất phức tạp cảm kích hắn đã kịp thời xuất hiện cứu mình và tiểu tâm Tâm, nhưng lại bị kinh ngạc bởi sự tàn nhẫn xà hoa lãng phí không chút che giấu và miệng rưỡi trườn trụ của hắn lâm bắc thần nghịch điện thoại một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn lên tiểu lô đi buộc tóc đuôi ngựa lưỡng linh tâm nhưng liều thăng nam trong lòng hừ một tiếng lập tức không chút che giấu cản lại trước mặt lưỡng linh tâm nó sắc ánh mắt của người có thể an phận một chút được không? Tiểu tâm tâm nhà chúng ta đã có người trong lòng rồi. Tình cảm của bọn họ rất tốt đấy. À, lưu linh tâm nhất thời đỏ bừng mặt nói. Đâu có, thằng nam tỷ tỷ, tỷ đừng nói nhảm. Liệu thằng nam ngay lập tức có biểu cảm, sao người ngốc vậy, không nhìn ra cái tên này có tâm tư với người sao? Lâm Bắc Thần cười khúc khích. Hắn không ghét tiểu nhà đầu liệu tháng Nam này mà ngược lại sự cảnh giác và nhiệt tình luôn bảo vệ bằng hữu mọi lúc của nàng khiến cho lâm bắc thần có một cảm giác thành xuân như quay về trái đất kiếp trước sự bảo vệ lẫn nhau giữa bạn học nữ và bản thân của mình trong vườn trường trung học thật sự mà nói ra có lẽ chúng ta cũng không tính là người lạ lâm bắc thần ngồi dậy vẻ mặt nghiêm túc một chút mà nói ta đến từ vân mộng thành quen biết tỷ tỷ lữ đình trúc của ngươi à vân mộng thành biểu hiện của nữ Đình Tâm thay đổi ngay tại chỗ. Một chút vẻ bị thường thoáng qua. Cuối cùng thì nàng cũng nhớ ra. Mấy ngày trước, vì tỷ phụ vốn không được phụ mẫu thừa nhận và xem trọng kia, ôm hũ trò cốt của tỷ tỷ, đi đến nhà báo tang. Hắn đã quỷ trong viện mà gào khóc giống như một đứa bé. Khi mà báo ngọn nguồn với phụ thân, đã từng đề cập đến cái tên lầm bác thần này. Chỉ đã nhắc qua đúng một lần mà thôi. Lúc đó Lữ Linh Tâm đau lòng trước cái chết của tỷ tỷ, hoàn toàn không lắng nghe quá kỹ. Trước đây chỉ cảm thấy quen tai, bây giờ cuối cùng cũng đã nhớ ra. Dương đại ca không sao chứ? Lâm Bắc Thần hỏi. Tiểu Lưu đi buộc hai chùm tóc đuổi ngựa, gật đầu thấp giọng nói. Tỷ phu cứ quỷ mãi trước linh cữu của tỷ tỷ, mấy ngày không ăn uống gì. Cần người đã gầy mất mấy vòng. Cha và Nương đều đã thả thứ chủ huynh ấy nhưng tỷ phu nói huỳnh ấy không thể nào tha thứ cho bản thân Đã không bảo vệ được cho tỷ tỷ của ta Nói xong nước mắt cuối cùng không thể nào kiềm chế được Khóe mắt ươn ướt Khi con nhỏ tỷ tỷ rất yêu thương nàng khi bị phụ mẫu mắng đều đã do tỷ tỷ bảo vệ hôm đó khi tỷ phu hồn bay phách lạc ôm hũ cho cốt của tỷ tỷ xuất hiện tiểu đô ly chỉ có thể nói với bản thân rằng những ngày này Cố gắng tìm thật nhiều việc để làm Như gây quỹ, phát động các bạn học Tổng diễn thiết mục Để phân tán tinh thần Không nghĩ đến tỷ tỷ đã mất Lúc này vài câu nói của Lâm Bắc Thần Đã khiến cho cánh cổng ký ức Là một lần nữa bị mở ra Nỗi buồn giống như thủy triều Nhấn chìm nàng ta Lâm Bắc Thần nhất thời Cũng không biết nên nói gì Hắn là một người đặc biệt Không biết an ủi người ta Xin lỗi Lâm Bắc Thần thở dài một hơi nói Cũng tại ta không bảo vệ được tỷ tỷ ngươi Lưu Linh Tâm lọc nước mắt Ngành tiếng nước nở Xong đó dần dần trở nên kiên định hơn Tiểu lúc lấy dùng giọng điệu kiên quyết hiếm thấy Ở các bạn cùng trang lứa nói Chiến tranh chính là như vậy Mỗi ngày đều có người chết đi Tăng ký tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không hối hận Về sự lựa chọn ban đầu của mình Bất luận là bỏ trốn cùng với Dương Đại ca hay là phản kháng sự bảo hành của hải tộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của đế quốc đó đều là chuyện mà tỷ ấy thích làm nhất ta đã từng đến đầu thành chứng kiến những cuộc chiến tranh rất nhiều binh sĩ chết trận ngay cả thi thể cũng trở thành thức ăn trong miệng của hải tộc đời đến khi lớn ta cũng sẽ đăng ký tham quân đi làm những chuyện mà tỷ tỷ ta đã từng làm lâm bắc thần nhìn chăm chăm vào khuôn mặt non nớt và trong sáng trước mặt, trong lòng thì hơi sững sờ. Ngay cả khi thân là một nữ khách của thế giới này, hắn cũng hiểu rất rõ tình tiết kiểu này. Bởi vì trong một thời gian và không gian khác, những chuyện tương tự cũng đã xảy ra. Tỷ phu đã dâng lên cho phụ thân một bức hình, tên là Thiên Mã Lưu Tình Tí, nói nó là bảo vật. Tiểu Lưu Ly lại nói, phụ thân vốn dĩ vì chuyện của tỷ tỷ mà chìm đắm trong đau buồn không thể tự mình thoát ra được. Nhưng sau khi nhìn thấy bản vẽ chế tạo này, ông ấy cực kỳ kinh ngạc, hét lên rằng đã lấy được thần khí có thể đảo ngược chiến sự. Trực tiếp hào hứng rời nhà đi đến quân bộ, nhiều ngày không về, không biết làm thế nào mà tin tức bị lộ ra ngoài. Hôm nay ta và Thắng Nam tỷ tỷ đã bị bắt cóc. Bọn họ chỉ đích danh vốn có được bản vẽ chế tạo thiên mã lưu tịch tí Lâm Bắc Thần trầm ngâm Hóa ra còn có chuyện như vậy Quả nhiên không có lửa Làm sao để có khói Sự u uế trong triều huy thành này Còn buồn nôn hơn so với tưởng tượng của hắn Đại thúc họ đới đi cùng với tỷ phú ngươi Ngươi có nhìn thấy hắn không Lâm Bắc Thần lại hỏi Ai mà biết Lữ Linh Tâm trực tiếp lắc đầu Ta chưa từng nhìn thấy đại thúc họ đới nào cả Hả Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Chứ từng nhìn thấy đối tử thuần ứng Chuyện này là sao vậy chứ Trong lòng hắn đột nhiên Có chút cảm giác không hay Lúc này xe ngựa đã dừng lại Thiếu gia tới rồi Xong có cung công Từ bên ngoài khoang xe phòng vào Xe ngựa đã dừng lại Trên quảng trường trước thần điện Đấm bắc thần Từ trên xe ngựa bước xuống Dẫn theo bốn thiêu nữ xinh đẹp Nhưng không thu hút quá nhiều sự chú ý bởi vì nghi thức cúng bái trên quảng trường đã kết thúc. Hàng vạn tín đồ cũng vừa mới đứng dậy, người đông nghìn nghịt, tiếng ồn ào và bàn luận trào dâng giống như thủy triều dâng lên. Rất nhiều người đều đang bàn tán sôi nổi trong nghi thức cúng bái vừa rồi của mình. Bọn họ đã cảm nhận được thần ân của kiếm trì chủ quân miện hạ bao trùm bà hòa khoác lác, sang vẻ đều rất hưng phấn. Ngay cả những tiến độ của thần cũng phủ phiếm như vậy. Lâm Bắc Thần nghe mấy câu Trực tiếp lắc đầu Thần giáo đã nhanh chóng trở thành như vậy rồi sao Một mùi vị của tà giáo sơn trại Nồng nặc sọc vào mặt hắn Hắn quay đầu nhìn Vương Trung hỏi Đây phòng huyện đại giáo chủ Chiều hình là ở đâu Lâm Bắc Thần quyết định Đi gặp bà lão ân trọng như đối ngày trước Sau đó rồi giải quyết chuyện Của thần điện sau Thiếu gia mời theo ta vương trung với vẻ mặt chó săn cười nịnh lập tức nhắm mắt theo khuôn đi trước dẫn đường trong mấy ngày qua ông ta làm việc ở trong thành Đang nghe ngóng rõ ràng chuyện của vọng Nguyệt đại giáo chủ nắm rõ trong thời gian này vọng Nguyệt đại giáo chủ chắc chắn là đang làm việc ở dòng núi lập tức dông như tranh công đi trước dẫn đường cho đám người lâm bắc thần các bậc đá trùng điệp cong cong lượn quanh gió núi lạnh thấu xương Chẳng bao lâu đã đến bên cạnh sườn núi Thuận theo bờ thang bước xuống Thiếu già Ngay ở phía trước rồi Vương Trung nói Lúc này Lão Giang cười là rằng cho rằng chuyện này đã kết thúc rồi sao Một tiếng cười lạnh nham hiểm Truyền đến Đội đào đơn giả thịt quá đơn giản Hôm nay ta muốn người ăn sạch sẽ Đồ trong hai thùng phân này Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền biến đổi Lâm Bắc Thần liếc nhìn Vương Trung Đồ chó nhà ngươi Có phải là nhẫn sai đường rồi không Ta đến đây để tìm vọng nguyệt Tại giáo chủ Không phải tới để làm việc nghĩa Tại sao lại nghe thấy những ngôn từ phản diện Tràn thêm vui cầu huyết như vậy chứ Mấy vị xin dừng bước Bốn nam nhân cũng không biết từ đầu tới Thân mặc áo choàng tương tự Như áo choàng của tế tư Chỉ các bên trên viết những từ Như là bộ rồng giáp Bộ rồng ất, bộ rồng bính Bộ rồng đinh, đưa tay ngăn cản mấy người lâm bắc thần một người trong đó mặt không chút biểu cảm lại nói Vì công tử này trước mặt là hoa tự liên chủ tế đang xử lý công việc nội bộ của thần điện không cho người ngoài ra vào mời ngài đi vòng cho lời lẽ cũng khá là khách sáo lâm bắc thần tò mò nhìn mấy người nói tại sao trên người các người lại mặc chế phục của thần điện Năm tử nói chuyện trước đó giữa lông mày Lét lên một chút mất kiên nhẫn cô nén cười nói bốn người chúng ta chính là tế tư của triều huy thần điện đương nhiên là mặc chế phục của thần điện rồi lâm bắc thần vừa nghe vậy liền tức giận ngay tại chỗ không thể nào hắn lớn tiếng nói trong thần điện của kim chỉ chủ quân đều là nữ tử tế từ khi nào mà những nam nhận thối như các người cũng có thể trở thành tế tử chứ lâm đại thiếu gia đã học thuộc thần đạo điển tịch từ lâu hắn có thể chắc chắn 100% rằng trong trường khí thần điện không hề tồn tại nam tế tư. Đương nhiên trong tình huống bình thường, hắn cũng lời quan tâm đến loại chuyện rắm chó này. Nhưng vấn đề là từ trước đến nay, lầm đại thiếu đều cho rằng mình là sự tồn tại độc nhất vô nhị, là con sói được anh Tuấn và mạnh mẽ duy nhất tra trộn trong vầy sói cái, thường xuyên dường dường đăng ý, cũng luôn lấy điều này làm kiêu ngạo của mình ta quả nhiên là có thể làm được chuyện mà những nam nhân khác không thể làm được. Đây là một trong những nguồn gốc kiêu ngạo của hắn. Kết quả bây giờ đã nhảy ra bốn nam nhân thối, nói rằng mình cũng là tế tư của thần thiện. Tuyệt đối không thể nào. Nam nhân nói chuyện trước đó, trong mắt đã lát lên vẻ tức giận không nhịn được. Nhưng vừa nhớ đến lời dặn dò của công tử nhà mình, hắn cố gắng kìm nén, vẻ mặt bất thiện rất không khách giáo giải thích. Triều Huy đại trưởng giáo Tần nhiệm đã loại bỏ những tệ nạn của thần điện năm xưa, chăm lo quản lý, cho phép nam tử gia nhập thần điện trở thành tế tư. Vì vậy, thả cái rắm còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần tức giận hồn hển chửi âm cả lên. Ai bảo hắn cải tạo? Đã hỏi có ta chưa? Bốn nam nhân đưa mắt nhìn nhau. Mẹ nó, đây là gặp phải não tan rồi à? Nam tử vốn không phải là loại hiền lành gì Lúc này trên mặt nhất thời Không kìm nén được sự tức giận Mở miệng muốn chửi người Lâm Bắc Thần lại còn phẫn nộ Và nóng này hơn cả hắn Trực tiếp túm lấy bả vai hắn Dùng lực lắc mạnh nói Mau, mau thừa nhận Muốn gửi các người là kẻ giả mạo đi Hắn nghiến răng nghiến lợi nói Rắc, rắc Một âm thanh giòn giã vang lên Về mặt tức giận của nam tử ngừng tụ dần dần chuyển thành kinh sợ. Cuộc sống cổ của hắn lại có thể bị tiểu vạch kiểm này lắc gãy mất rồi. Ờ, xin lỗi, ta mạnh tài quá rồi. Lâm bắc thần vội vang thả tay ra. Còn mẹ người. Nam tử kia với vẻ mặt kinh hãi và oán hận. Trong mỗi miệng phun ra bọt máu, thân hình mềm hoạt rồi ngã xuống đất. Cho đến tận khi chết, hắn vẫn còn biểu hiện kinh ngạc và tức giận được không tin rằng bản thân là thủ lĩnh của một nhóm bốn người mười ba câu đời kịch xuất trường được nửa chương đã nhận cơm hộp rồi ba nam từ bên cạnh thấy vậy nhất thời vô cùng tức giận mỗi người đều rút trường kiếm ra kiếm quang lập loè đâm về phía lâm bắc thần rồi lâm bắc thần đang chuẩn bị né tránh bảo vệ công tử đôi mắt của tiến tiến ré lên ánh sáng phấn khích trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rực rỡ của nàng hiện ra vẻ giống như một người nghiện Internet nặng. Cuối cùng đã nhìn thấy được một chiếc máy tính kết nối Internet. Vèo một cái đã xông tới bên cạnh Lâm Bắc Thần. Bùm! Một quyền đã đánh vào mũi của nam nhân kia. Nam nhân kia hét lên thảm thiết, sườn mũi bị gãy, bay ngược ra ngoài và đập vào lối đá. Bùm bùm! Thiên thiên điên cuồng lao về phía trước, thực hiện hai cú đấm liên tiếp. Hai nam tử còn lại cũng bay ra ngoài. Đây cũng quá bạo lực rồi đấy Thiến thiến Người cho ta Lúc này hắn đã có chút tức giận rồi Vừa rồi bản thân là nhất thời kích động Không cẩn thận dùng được quá mạnh Mới là gãy đầu của người ta Có thể thông cảm được Không thể kiện trách nặng nề Dù cho cùng cũng không phải là chủ quan cố ý Nhưng tiểu tình nữ nhà người Thì lại cố ý mượn đề tai Để nói chuyện mình rồi Quá tàn bạo Phải giao huấn một câu mới được Công tử Thiến thiến Quân mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức sụ xuống Giống như một con mèo nhỏ phạm lỗi Chậm rãi quay đầu lại Ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Đại Thiếu Cố tỏ ra đáng yêu Lâm bác thần đang định xảy dỗ Cho thật tử tế Nhưng chính vào lúc này <laughs> Vọng Nguyệt Người đã tự mình ăn sạch hai thùng phân này Hay là để ta đút cho người ăn Giọng nói âm trầm lạnh độc trước đó lại thuận theo hướng gió mà chuyển đến. Lâm Bắc Thần lập tức sững sờ. Hắn nhìn về phía Vương Trung. Đọc quản ra trong cái tên có một chữ Trung kia dùng được gật đầu, bày ra ánh mắt ẩn chứa vẻ khẳng định. Mẹ nó! Vọng quyền đại giáo chủ bị người ta ức hiếp. Lâm Bắc Thần lập tức nhảy vọt xuống giống như một con thỏ bị giẫm phải đuôi. Thiên thiến, làm tốt lắm, đánh chết hết cho ta. Giọng nói của Lâm Đại Thiếu vàng lên trong không trung. Thiên thiến đáp, vâng đôi mắt của nàng sáng để nói ngay sau đó bên dưới đã vang lên tiếng gầm giận dữ của lâm bắc thần mấy tên tạp chủng các ngươi muốn chết thế nào đây mấy người liền kinh ngạc lập tức bước nhanh xuống dưới phong huyền đại giáo chủ đứng bên bậc thềm đá trên người ba tràn đầy vết roi Cây roi mang theo gai thép nhỏ đánh vào người ba để lại một loạt vết máu nhìn thấy mà giật mình áo choàng màu đen đã bị quật nát mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng dưới da thịt. Máu đã thành vũng dưới chân của bà. Lâm Bắc Thần không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc đạt loại tinh thần như thế nào lại có thể khiến cho vị lão nhân một thân thần lực toàn toàn mất hết. Dưới tình huống thường thế nghiêm trọng như vậy, vẫn đứng thẳng, thẳng tắp trên thềm đá, giống như một mũi giáo. Giống như việc hắn không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc là người tàn nhẫn và biến thái như thế nào mới có thể dùng loại thủ đoạn đẫm máu này để tra tấn một bà não được cao vọng trọng như vậy. Bà ơi! Lâm Bắc Thần đau lòng đỡ lấy vọng nguyệt đại giáo chủ, truyền một luồng huyền khí vào trong cơ thể nói, xin lỗi, ta đến trễ rồi. Vọng nguyệt đại giáo chủ nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt hiện ra vẻ ân cần nhã nhặn quen thuộc với người sau, mỉm cười nói, hải tử, người không nên đến đây. Lâm Bắc Thần lấy trang một viên lục vị thần hoàng hoàn, đợi bà ngồi xuống mà nói, ba ba, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Phong quyền đại giáo chủ muốn nói lại ngừng, cuối cùng cũng không ngăn cản Lâm Bắc Thần. Đứa trẻ này đã đến đây rồi, bây giờ bảo nó nhanh chóng rời đi cũng đã muộn. Vậy thì chỉ có thể phó mặc tất cả chuyện theo ý trời Tiểu tử ghê, ngươi là ai? Trân Cẩn với vẻ mặt u ám kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, lại dám nhúng tay vào chuyện của thần điện chúng ta. Thực lực mà Lâm Bắc Thần biểu hiện ra khi bài phục tới vừa rồi khiến cho hắn có chút kiêng để. Nhưng lời còn chưa dứt, ta là cha của ngươi. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần bộc phát ra sát cơ, thân mình khẽ động. Ngày tức khắc đã đến trước mặt Trần Cẩn rồi. Trần Cần chỉ cảm thấy cổ tay chìm xuống, rồi gai tình thép đã rơi vào tay Lâm Bắc Thần một tiếng nước toát giòn vã vàng địch Trần Cẩn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ đi. Tuy nhiên cơn đau đớn kịch liệt dày rứt thấu xương từ chân trái truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trên mặt không khỏi lộ ra biểu hiện kinh hãi. Một đứa chân của hắn gần như bị một roi này đánh gãy, rạch xà toác thịt, giống như bị dao cùn chặt một đao, xương cốt vỡ nát, chỉ còn lại một chút gần trắng đối với nửa cẳng chân không đứt đĩa ra hắn theo bản năng hét lên, thân hình ngã về phía sau. Nữ tây tử hoa tự điên lại giống như nhìn thấy ma, nhìn lâm bắc thần mà hét lên. Người, người là lâm bắc thần, người là nghiệt thần quyến giả kia. Thân đàn giai cấp trung tầng của thần tiện hiện tại, nàng biết lâm bắc thần. Đồng thời cũng biết người thiếu niên có khuôn mặt anh Tuấn như thần minh này, có thủ đoạn đáng sợ giống như tà ma. Nỗi kinh hoàng và sợ hãi khủng khiếp nhấn chìm nàng ta. Tiện nhân, ức hiếp ba ba của ta, người cũng có phần. Trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần, lộ ra ánh sáng dữ tợn, cổ tay liền vung vẫy. Trong mắt của nữ tế tư, né lên một tia kinh hoàng, quay người muốn bỏ trốn, nhưng lại bị rọi thép cuốn đấy. Thần bất do kỳ bị hất văng ra ngoài, quay người 180 độ, sau đó lộn ngược 360 độ, phịch một tiếng, đã nặng nề ngã trong thùng phân bên cạnh. Giọt bắn kỳ vào nước, được nén rất tốt, tuyệt đối là huy chương vàng Olympic. Không bắn ra ngoài, dù cho chỉ là một chút xíu chất lỏng thối màu đầu đen kia. Sắc mặt của Trần Cẩn thay đổi dữ dội. Tên của Đậm Bắc Thần, hắn đã từng nghe qua, nhưng chưa từng gặp qua người thật. Vì vậy hắn không thể nhận ra ngay lập tức. Nhưng khi hắn nghe thấy Hoa Tự Liên hét gọi cái tên này, hắn gần như phát điên ngay tại chỗ. Phòng hội trại giáo chủ Ngoài tần liên thần và giả vị ương ra Còn có một nhân vật không thể không kể đến Đó là Lâm Bắc Thần Đại giác chủ của thần điện Triều Huy hiện tại Cũng đã từng dùng bốn chữ biến số mầm họa Để hình dung về Lâm Bắc Thần Đây vốn được cho là tiền phá gia chi tử Trong hố bùn của Vân Bộng Thành Lần lượt mấy lần được kiêm trì chủ quân nhập thân là một thần quyến giả cấp mầm bóng tai họa tràn đầy biến số. Trước đây có tin đồn nói rằng mầm tai họa này đã đến khu vực thành thứ hai của triều huy thành cho nên trần Cẩn mới vội vã tới làm dục phòng huyệt đại giáo chủ sau khi trút được mối hận trong lòng thì phải loại bỏ bà ta vĩnh viễn trừ đi hậu họa để tránh đêm dài lắm mộng không ngờ rằng cái biến số tai họa này lại đến sớm như vậy vốn dĩ hắn cho rằng cho dù gặp phải lâm bắc thần mình cũng sẽ có sức chiến đấu thực ra hoàn toàn không cần phải sợ hãi như vậy nhưng bây giờ hắn chỉ muốn trốn ngay cả khi chân trái của hắn bị gãy một nửa dưới sự kinh sợ tột độ hắn đã quên mất nỗi đau đớn trong cơ thể bùng phát trong một lượng sức mạnh trước giờ chưa từng có chân phải đạp đất phóng về phía sau ngăn hắn lại cho ta chân cần vừa lùi vừa hét lớn nói mấy năm từ trẻ tuổi Thân mặc trang phục tế tư khác ngoài mạnh trong yếu sông đình lâm mắc thần dậm chân trái một cái Cành cây và dây leo ở trên con đường núi bên cạnh. Lập tức giống như những con mãng xà hung tợn nên cuồng sinh trưởng và lan tràn đến, quấn lấy chân của bọn họ, trực tiếp trói bọn họ nguyên tại chỗ. Mở ra cho ta. Một nam tử lớn tiếng hét, huyền khí vận chuyển, muốn thoát khỏi xiềng xích của cành cây và dây leo. Nhưng mà đáp lại bọn họ là tiếng răng rắc, răng rắc, tiếng xương gãy giòn giã trói tai những cành cây và dây leo vốn dĩ yếu đuối không chịu nổi một đòn lúc này lại cứng cỏi giống như dây thép đột nhiên cuốn lấy ghi chặt vào y phục khảm vào trong da thịt trực tiếp giết gãy xương chân của bọn họ phạn vẹo bẻ gãy a a chân của ta khuôn mặt của mấy nam tử vặn vẹo vì đau đớn hét lên giống như giết lợn phịch phịch toàn bộ đều quỷ trên thềm đá trốn ạ lớp bắc thần nhìn trần cần một chân nhảy ra mười mấy bậc thêm. Trên mặt hiện lên một tiếng nghiêm nghị, lạnh giọng nói, Cút quả đầy ăn phân cho ta. Một dây leo khen núi thổ giống như cánh tay, dưới sự thúc động của huyền khí hệ mộc, tự như một con quái mãng màu xanh phóng ra, lào tới như tia chớp, cuốn lấy chân cận, a à, a à, cút ra, Chân cận kinh hoàng thét lên. Tuy nhiên dây leo dễ dàng cuốn lấy một chân của hắn rồi lôi đi, Giống đến nhấc một con chó bị gãy trần trong không trung trong ngực lên một thùng phần khác thả ta ra lâm bắc thần ta biết ngươi Quẹ qua chân cần cảm nhận được mùi thối sọc vào mặt hoàn toàn không thể kìm nén được trực tiếp nôn khan lâm bắc thần nhất thời vô cùng tức giận còn mẹ ngươi nhắc đến tên ta lại có thể nôn ra đây là một sự khiêu khích trần trụi lâm bắc thần không thể nhịn được nữa ăn phân đi. Hắn điều khiển dây kéo quấn chặt lấy cơ thể Trần Cẩn, từ đầu xuống chân nhúng vào trong thùng phân. Trần Cẩn kinh hãi Giãi giụa nói, đừng làm loạn, có gì từ từ nói, ta cũng là thân quyến giả, ta là đệ tử của trưởng giáo. Người muốn gì đều có thể nói với ta, đừng đừng, ục ục ực ực. Từng tư tưởng thanh phía sau không phải là hắn đang học hát, mà là đâu đã bị nhúng vào trong phần. Cũng không biết là cuối cùng hắn muốn nói cái gì Nhưng đại khái là vừa rồi quá kích động Không cẩn thận đã nuốt xuống mấy miếng Đồng thời Phốc Một tiếng thét chói tai xuyên thủng chín tầng mây vang lên Trong một thủng phần khác Đã hoàn thành màn nhúng nước hòa tự nhiên Với độ khó cao Trong một trận vùng vẫy Cuối cùng nàng ta đã điều chỉnh xong tư thế của mình Ra được khỏi thủng phần vốn dĩ cũng được xem là một tại mỹ nhân yêu kiều lúc này đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đầu sẫm như nước tương còn có roi nhỏ màu trắng đang nhúc nhích phun ra một thứ chất lỏng kỳ quái đang gân cổ hét lên mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ sụp đổ rõ ràng trên khuôn mặt lúc này lão quản gia vương trung vừa hay đang từ trên bậc thềm đuối lao xuống thiếu gia ta đến rồi ta đến giúp tên của ta có một chữ trung vĩnh viễn đều trung thành tuyệt đối còi thiếu ra như con chuột lúc này kẻ nào chọc giận thiếu gia người chính là kẻ thù của ta ta nhất định phải quẹt qua lão Vương trùng rất vui vẻ lao xuống nhưng chính vào lúc này ông ta vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh hoa tự liên chui ra khỏi thủng phân sau đó biểu hiện của ông ta liền thay đổi chấm hỏi thật buồn đôn. đồ chó dưỡng sở ngay tại chỗ rồi lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng mới chạy được vài bước Chỉ cảm thấy trong bụng đã rời sông lớp biển cuộn trao Cũng không nhìn được nữa Quẹ một tiếng Sợ hãi nằm sấp trên tảng đá ven đường Choáng váng đồn mửa Này vương quản gia Người đây là có chuyện gì vậy Đã xảy ra chuyện gì thế Thiền thiền thiến thiến Lữ linh tâm và liệu thác nam Cũng đúng lúc ở phía sau lao xuống Nhìn thấy dáng vẻ của phường trùng liền không khỏi kinh ngạc sắc mặt của vương trùng tái mét đầu cũng không quay lại chỉ vào vị trí của thụ phần bên dưới bốn thiếu nữ thuận theo hướng đó quay đầu lại nhìn oe oe à buồn đồn chết đi được tại sao lại có người muốn ăn phân chứ ôi trời mắt của ta bốn vị thiếu nữ tội nghiệp tâm lý chịu đựng hiển nhiên lại yếu hơn nhiều so với vương trung chỉ cần liếc nhìn một cái liền cảm thấy linh hồn của mình bị đả kích nặng nề và vấy bẩn Cành bản thiểu kia hiện lên trong đầu, không thể ném bỏ được. Thế giới quan bỗng chốc trở nên tan tành. Tất cả bọn họ đều đứng bên đường cuối xuống mà nôn. Khoe miệng lâm bác thần giật giật. Mẹ nó, đây là một chương có mùi vị, mùi vị quá lớn. Không biết liệu những độc giả ăn bữa sáng đọc đến đây có tự bỏ chuyện hay không. Hắn suy nghĩ một lát, bản thân cũng cảm thấy có hơi buồn đôn. Đành vậy, cứ tắm rửa đi mấy nhánh cây và dây leo lan tràn qua trong cửa khoa tự nhiên đem đến thác nước bên kia núi sau khi rửa sạch một trận rồi lại mang về Trân cẩn cũng bắt chước làm theo như vậy hai người bị đém trong cùng một thế giới toàn thân ướt sũng nhưng tinh thần lại đờ đẫn và suy sụp ăn có ngon không Lớp Bắc Thần nhìn về Với hai người bọn họ. Hai người kia ngay tức khắc đều giật mình một cái, sau đó nằm sấp trên mặt đất, trút họng nôn khan những thứ có thể nôn ra được đã nôn ra hết cả rồi lúc này cho dù có chọc thùng cổ họng cũng chỉ có thể nôn ra một ít mật xanh ta nghe các ngươi vừa mới nói muốn để ai ăn hết đồ trong thùng phân nhỉ lâm bắc thần không chút thương tiếc đối với hai người này lại nói bây giờ ta cũng cho các ngươi một cơ hội trực tiếp biểu diện ăn phân một chút đi nếu người có thể ăn hết thì ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không ăn hết, ta sẽ tiễn các ngươi lên gặp thượng đế. Thượng đế đặt dấu chấm hỏi trên khuôn mặt, tâm hồn đen tối, chờ đã, trong thiết lập của thế giới này hình như cũng không có thượng đế. Lâm Bắc Thần lại nói, "Thiên Thiên, mạnh mẽ một chút, đừng nôn nữa, Màu lấy thuốc đến trị thương cho vọng huyệt bà bà." "Vâng, thiếu thiếu gia." Thiên thiên với vẻ mặt tái nhợt Làm choạn bước xuống Cẩn thận đến bên cạnh vọng huyệt đại giáo chủ Cho bà ấy uống thuốc trị thương Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Của vọng huyệt đại giáo chủ Sau đó lại đột ngột khịt mũi Khó chịu một tiếng Máu tươi từ cổ tay và mắt cá chân bắn ra Thiên thiên liền dẫn sờ. Thiếu gia không phải ta Một giọng nói hùng hán Từ bên cạnh chuyển đến Lâm bác thần trên tay chân của vọng nguyệt đều có phòng cấm thần chỉ có thần lực mới có thể thúc động và điều khiển người cô tin hay không chỉ cần tan niệm một cái thì có thể khiến chỗ đáo chó lợn này gãy tay gãy chân là hoa tự liên dưới sự sỉ nhục quá lớn nữ tây từ kia đã bình tĩnh trở lại trước đó nàng ta đột ngột, ngột nghe thấy tên của lâm bắc thần dưới sự kinh ngạc không tránh khỏi mà tìm sự phong thủ với bị lâm bắc thần nhân cơ hội Lúc này lấy lại tinh thần Ý thức được trong tay mình Còn có sát khí như là vòng cấm thần Hoàn toàn có thể mặc cả Bây giờ ngươi quỳ xuống cho ta Có lẽ ta có thể không tra tấn Lão chó lợn vọng nguyệt kia Mà tự liền cắn răng Nghiến lợn mà nói Vòng tay cấm thần à Giọng nói của lâm bắc thần vang lên Tức đồ chơi này Chính là vòng cấm thần sao Trong tay hắn Cầm một cái vòng tay huyền văn phản quang có gai ngược màu đen như mực to vẻ to mò nghiêm túc nói dùng thứ đồ chơi này thì có thể phòng ấn thần lực sao hoa tử liên nghẹn họng nhìn trần trốn ngươi mở ra từ khi nào vậy điều này là không thể phòng cấm thần chỉ có người thần mang thần lực tuyệt đối mới có thể mở ngươi nữ tế tử rơi vào trong kinh ngạc tột độ sau đó là hoảng sợ Lâm Bắc Thần ném chiếc vòng cấm thần trong tay, mở ra một nụ cười ma mị giống như một nhân vật phản diện mà nói. Kẻ phàm nhân vô tri, cái gọi là thứ để dự vọng của ngươi, đối với người được kiếm chi chủ quân sủng ái nhất như ta mà nói, căn bản chỉ là một trò đùa. Ngươi hòa tự liền ý thức được không hay, chậm rãi lùi lại phía sau. Nhưng ngay lập tức, bị những giày gào màu xanh cứng cỏi, không thể nào phá vỡ cuốn đánh vẻ mặt của lầm Bắc Thần dần dần trở nên hung tợn. Vẻ lạnh lùng trong mắt giống như là huyền bằng vạn năm. Nếu như hôm nay đến trễ một chút, Phong Nguyệt Ba Ba sẽ phải chịu một sự sỉ nhục to lớn, không thể tha thứ. Hắn nhìn hai người Hoa Tử Liên và Trần Cẩm, khóe miệng hiện ra một vòng cùng sắc bén, chậm rãi nói: "Đôi cầu nam được các ngươi đang chém vạn lần, muốn chết như thế nào đây?" hai người trần cận và hoa tự nhiên toàn thân ớn lạnh sắc mặt tái nhợt ánh mắt hoảng sợ chi bằng lâm bắc thần đột nhiên giống nhìn này ra một ý tưởng đáng sợ nào đó cười lạnh mà nói chi bằng cho ăn bể bụng có được không hai cái thùng này còn thưa lại không ít hai người các người tới thương lượng một chút mỗi người muốn ăn mấy cân xác định rõ số lượng không được phép tranh giành hai người hoa tử thiên và trần cẩn run lẩy bệnh trước đó còn cười nhạo nói thiện ác báo ứng của vòng huyệt đại giáo chủ chỉ là hư vô kết quả bây giờ báo ứng lại đến nhanh như vậy đấy Người không thể dùng phương thức ác độc như vậy để làm nhục bọn ta hoa tử thiên với vẻ mặt tức giận hét lên trần cẩn đau đớn vì gãy chân cả người đã vô cùng yếu ớt cũng dãy dụa nói muốn giết thì giết để chúng ta được vui vẻ hà tất phải hành hạ và làm nhục như vậy người thật là độc ác lâm bắc thần như thể nghe thấy một câu chuyện được cười nhất trên thế gian. đây là thủ đoạn mà trước đó các người muốn dùng để làm nhục ba ba của ta hắn với vẻ mặt rượu cợt nói bây giờ ta chẳng qua chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi <laughs> muốn trách thì trách bản thân các người quá ác độc rồi đôi cầu nam nữ này nhất thời choáng váng trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng người ăn hoa tử liền rùng mình một cái nhìn trần cẩn rồi cao lên không phải người nói yêu ta sao nguyên làm bất cứ chuyện gì vì ta bây giờ cơ hội của người đến rồi đấy chứng minh cho ta xem đi trần cẩn đâu đây chấm hỏi còn mẹ người điên rồi à bất cứ chuyện gì mà ta nói cũng không bao gồm ăn phân vì ngươi đều trách tiện nhân nhà người tâm địa độc ác ta đã sớm nói rồi vọng nguyệt đại giáo chủ được cả vọng trọng chính là tín đồ chân chính của kiếm trì chủ quân miệng hạ ngay cả khỏa nam cũng không thể coi thường nhưng ngày nay ta đã luôn nỗ lực thuyết phục sự tồn miễn hình phạt cho đại giáo chủ là người cực khăng khăng phải làm khó đại giáo chủ đồ tiện nhân nhà ngươi trước đây ta thực sự là mù mắt mà sao có thể yêu ngươi chứ trân cần lòng đầy cảm phẫn lớn tiếng nói Người rõ ràng là muốn giết vọng nguyệt đại giáo chủ Hoạt tử liền tức giận nói Bang Trần Cần tát một cái vào mặt nữ tế tử nói Tiện nhân cấm mồm Một chủ tế nhỏ bé như ngươi Lại dám phù khống ta Ta liều mạng với người, Tên tiện nam nhà ngươi Hoa tử liền giống như điên lao tới Hai người cuốn lấy nhau Đám người lâm bắc thần nghẹn họng Nhìn trần trối không biết phải làm sao